Chào mừng các bạn đã đến với kênh Tám Bóng Đá. Hôm nay hãy cùng với chúng tôi phân tích kèo cá cược trận đấu tại lượt trận thứ 5 vòng bảng Europa League giữa Galatasaray với Marseille. Marseille đang chỉ đứng thứ 3 tại bảng đấu, họ cần một chiến thắng để sớm trở lại cạnh tranh suất đi tiếp. Hãy cùng với Tám Bóng Đá phân tích trong video ngày hôm nay và cùng bàn luận dưới comment với chúng tôi nhé. Sau kèo bóng đá Galatasaray và Marseille tại lượt trận thứ 5 vòng bảng Europa League, thời gian diễn ra là 0:45 ngày 26 tháng 11 năm 2021 theo giờ Việt Nam. Lưu ý, đây là nhận định mang tính cá nhân của chúng tôi. Lựa chọn cuối cùng vẫn là anh em. Sau kèo trận đấu Galatasaray gặp Marseille, phong độ của Galatasaray 5 trận gần nhất. Mặc dù không thể thắng được ở lượt trận vừa qua trước Lokomotiv Moscow, nhưng hiện tại Galatasaray vẫn đang duy trì được mạch trận bất bại tại bảng E, có được 8 điểm giúp cho đại diện của Thổ Nhĩ Kỳ tạm thời chễm chệ ngôi vị đầu bảng khá an toàn. Họ có cách biệt 3 điểm với đội xếp sau là Lazio. Điều này đủ để Galatasaray tự tin hơn ở lượt trận tiếp theo. Phong độ của Marseille 5 trận gần nhất. Như đã biết, Galatasaray đang có mạch trận bất bại ở vòng bảng Europa League và trên sân nhà họ cũng đang hoàn thành tốt những trận đấu của mình. Trong đó ấn tượng nhất có lẽ là chiến thắng trước Lazio. Đối thủ được đánh giá cao hơn về mặt lực lượng, đối thủ của họ chỉ là Marseille, đang thi đấu không quá nổi bật. Sau kèo tài xỉu Galatasaray gặp Marseille, tỷ lệ kèo tài xỉu. Mức kèo tài xỉu nhà cái đưa ra hiệp 1 của trận đấu là 1 hòa, còn mức kèo tài xỉu nhà cái đưa ra cả trận là 2,5. Để lọt lưới đúng 1 bàn và ghi được 3 bàn thắng sau khi vòng đấu thứ tư ghép lại là đủ để nhận thấy lối chơi đến từ Galatasaray là thận trọng như thế nào. Phía bên kia, Marseille vẫn khá trung thành với chiến thuật phòng ngự phản công. Hơn nữa, đây là trận đấu mà hai đội có hàng công ghi bàn cực kỳ nghèo nàn tại C2 năm nay, nên chúng tôi vẫn tin diễn biến trận này sẽ rất chậm rãi và kiểu xỉu, nên là người chơi quan tâm. Sau kèo nhà cái châu Á, ở trận này nhà cái châu Á đưa ra mức chấp cho kèo cả trận là kèo hòa. Mức chấp này cũng phải thôi khi mà hai đội đang chơi quá mờ nhạt. Trận gặp nhau lượt đi còn chẳng có gì để nói khi tỷ số cuối cùng là 0-0. Phong độ trong nước của họ cũng chẳng khá hơn bởi Galatasaray đang đứng ở vị trí thứ 8, còn Marseille cũng chỉ có vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng quốc nội. Rất có thể kèo cả trận này, người chơi nên bỏ qua vì khả năng kèo hòa là rất cao. Đây là những tư vấn của chúng tôi về kèo đấu dành cho anh em. Chúc anh em sẽ đưa ra được những lựa chọn mang lại chiến thắng. Hãy để lại ý kiến dưới comment và cùng bàn luận với chúng tôi nhé. Dự đoán tỷ số trận đấu, Galatasaray hòa 1-1 Marseille. Trên đây là những tư vấn của chúng tôi về trận đấu dành cho anh em. Hãy thật sáng suốt trước những lựa chọn của mình nhé. Đừng quên like và subscribe cho kênh YouTube Tám Bóng Đá để cập nhật sớm nhất các video của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại!